Buộc sợi ưu nghiện, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi tầm trung và lớn giao lưu đến anh em, bao gồm linh sam khai thác và sam ngọc lúa. Cây đầu tiên mình giới thiệu anh em là một cây linh sam rừng Ninh Thuận, mã số 1, mã K1. Cây có hoành thân là 29, chiều cao là 50, giá giao lưu là 4.2 bao ship. Những cái này rất là dễ sống nên anh em yên tâm. Mà tiếp theo là K2, một cây linh sam, cây rất là to, cây có hoành thân là 32, chiều cao là 38, giá giao lưu là 3.8. Mà tiếp theo là mã K3. Hôm nay những cây siêu to. Mã K3, cây có hình thân là 27, chiều cao là 53, giá giao lưu là 350 bao ship. Mã tiếp theo là mã K4, cây linh sam, cây có hình thân là 27, chiều cao là 65, giá giao lưu là 4.2 bao ship. Những cây linh sam hôm nay rất là to. Mã tiếp theo là mã K5, cây có hình thân là 30, chiều cao là 40, giá giao lưu là 350 bao ship. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ thì anh em mình đã sở hữu được một cây siêu to. Mã tiếp theo là mã K6, cây có hình thân là 37, chiều cao là 40, giá giao lưu là 400 bao ship. Mã tiếp theo là mã K7, cây có hoành thân là 40, chiều cao là 35, giá giao lưu là 400 bao ship. Một cây cốt đế rất đẹp. Mã tiếp theo là mã K8, cây có hoành là 22, chiều cao là 50, giá giao lưu là 400 bao ship. Mã tiếp theo là mã K9, là một cây sâm ngọc. Cây sâm ngọc này có hoành thân là 33, chiều cao là 68, cây rất là to. Giá cây sâm ngọc K9 này là 600 bao ship. Chỉ cần 600k thì có thể sở hữu một cây sâm ngọc rất là to. Sâm ngọc và linh sam là hai dòng cây rất là mạnh, rất là sống khỏe nên anh em yên tâm. Đây là mã K10. Mình có bôi thuốc lúa, cây này là một cây siêu lúa. Anh em nào có nhu cầu mua thuốc lúa thì mình vẫn có nha. Giá mỗi chai thuốc lúa thì 50k, một chai 500ml. Thuốc thì bao rễ bao bền. Một lúa có thể giữ đến 6 tháng sau. Cây K10 có hoành là 36, chiều cao là 75, giá giao lưu là 6.5 bao ship. Một cây có bộ lũa rất là hay, dành cho anh em chơi lũa. Cây này có bộ đế cũng tỏ đều. Mã tiếp theo là mã K11. K11 có hoành thân là 31, chiều cao là 57, giá giao lưu là 600 bao ship. Một cây có một bộ lụa thép âm thân. Mã tiếp theo là mã K12. Cây có bộ siêu lũa. Cây này lũa rất là nhiều, lũa từ dưới lên trên. Cây có hình thân là 42, chiều cao là 95, giá giao lưu là 800 bao ship. Cây sâm ngọc siêu lũa.
Cây tiếp theo mình giới thiệu anh em là một cây to khủng, một cây linh sam. Cây linh sam này mã là K13, cây có hoành thân là 30, chiều cao là 1,5 m, giá giao lưu là 1,6 triệu bao ship. Một cây rất là to cao, dành cho anh em nào nhà sân vườn rộng thì có thể dùng làm để trồng cây bóng mát hoặc là cây giáng thế. Cây tiếp theo là mã K14. K14 có hoành thân là 34, chiều cao là 1,2 m. Hoành thân phía dưới này là 34. Cây có bộ rễ đế rất là ok. Đây là lá rinh của cây. Anh em dòng linh sam này anh em có thể chơi rinh. Hoa của nó rất là đẹp, hoa nở bông chùm màu tím. Giá chỉ 1 triệu bao ship. Cây rất to khủng. Mã cuối cùng là mã K15. Cây có hoành là 36, chiều cao là 1,2 m. Giá giao lưu là 1,6 triệu bao ship. Cây rất là to. Anh em có thể dùng chơi bóng mát hoặc là bài thế vẫn được. Đây là cây linh sam mình ghép 86. Cây tông cao chơi rất là hay. Anh em nào hợp nhãn thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của mình.